Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 3 năm 2019. Thưa quý vị, tối qua gala tổng kết lễ hội áo dài đã diễn ra, khép lại hơn 2 tuần với nhiều hoạt động hấp dẫn của lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2019. Đến tham dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến. Với chuỗi sự kiện đặc sắc trong 2 tuần qua, các địa điểm tổ chức nằm trong khuôn khổ lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành điểm hẹn thu hút hơn 100.000 lượt khách tham quan, 3.000 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh áo dài online, 38 triệu lượt view trên mạng xã hội TikTok đến từ người dân mọi lứa tuổi, ngành nghề cùng đông đảo du khách đến thưởng lãm, trải nghiệm và tìm hiểu khám phá vẻ đẹp tinh tế thanh lịch mà không kém phần kiêu sa của tà áo dài Việt Nam. Nổi bật ấy, tôi thấy năm 2019 này đó thì Sở Du lịch cùng với các cái tổ chức đoàn thể phối hợp tổ chức đó, cái cuộc thi ảnh áo dài online là thí sinh tự chụp và gửi về cho ban tổ chức chấm, thì phải nói rằng nó rất đa dạng, nó rất là chủ động và nó rất là thích hợp với tất cả mọi lứa tuổi có thể tham gia. Thì tôi cho rằng đó là với một thời buổi công nghệ như hiện nay thì cái việc này, tổ chức này nó rất phù hợp và nó sẽ thúc đẩy nhiều người dân thành phố tham gia mặc áo dài cũng như là nâng cao cái tầm vóc áo dài lên tầm thế giới. So với năm lần trước thì lần này thì trong cái cuộc thi duyên dáng áo dài thì số lượng thí sinh tăng, và ấn tượng nhất đối với ban tổ chức chúng tôi là thí sinh, có một thí sinh là 79 tuổi và cô bác đó đã đạt giải nhất. Một trong những cái kỳ vọng mà chúng tôi đến ngày hôm nay chúng tôi nhận thấy rằng là nó có hiệu quả, đó là sự tham gia phản ứng tích cực của cộng đồng. Các bạn thấy rằng rõ ràng tháng 3 rằng là cộng đồng dân cư người ta tích cực, người ta mặc áo dài không phải vì một cái lời hiệu triệu như trước đây của nhà nước rằng là các anh chị mặc áo dài vào ngày này, mà tới ngày này là mọi người nôm na mặc áo dài. Thì Dũng nghĩ cái đó là một trong những cái mà mình thấy rằng hiệu quả rất tích cực. Trải qua 6 lần tổ chức, lễ hội áo dài đã từng bước định hướng thẩm mỹ về lựa chọn xu hướng thời trang áo dài trong giới trẻ và những người yêu áo dài, tạo sự lan tỏa việc vận động mặc áo dài không chỉ trong dịp lễ hội tháng 3 hàng năm, mà còn hướng đến vận động lựa chọn sử dụng trang phục áo dài thường xuyên trong công việc hàng ngày. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh và tôi cảm thấy rất vui khi được mời tham gia lễ hội lần này. Thật sự là tuyệt đẹp trong tất cả mọi màu sắc, mọi thiết kế, những người phụ nữ tuyệt đẹp trong tà áo dài Việt Nam. Đây quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời cho tôi về một đất nước Việt Nam xinh đẹp, cũng như tôi tin đây sẽ là dịp thu hút du khách rất nhiều vì du khách quốc tế rất thích những điều truyền thống của Việt Nam. Đã có 5.000 chiếc áo dài và vải áo dài được trao tặng cho các chị em phụ nữ, chị em công nhân và con em công nhân trong lễ hội áo dài tặng bạn trong khuôn khổ lễ hội. Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh chính là cơ hội quảng bá hình ảnh một Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, một điểm đến du lịch hấp dẫn, thân thiện, an toàn. Hơn 5.000 học sinh đến từ 15 trường tiểu học, trung học đang sử dụng tiếng Pháp trong việc dạy và học, cùng hàng ngàn người dân thành phố quan tâm đến văn hóa và ngôn ngữ Pháp đã tham gia vào Ngày hội Pháp ngữ năm 2019 diễn ra tại khuôn viên của Thảo Cầm Viên, Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy nói bằng tiếng Pháp là chủ đề năm 2019 dành cho các hoạt động để chào mừng Ngày Quốc tế Cộng đồng Pháp ngữ 20 tháng 3. Tại ngày hội có tổng cộng 45 gian hàng giới thiệu về các chương trình học của các trường từ bậc tiểu học đến đại học tại thành phố có giảng dạy tiếng Pháp. Cùng với đó là các gian hàng giới thiệu về ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật Pháp ngữ đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các em học sinh. Đến với hôm nay thì em thấy là mọi người đến đông hơn, vui hơn mọi năm. Đối với em thì hôm nay là em được gặp rất nhiều người Pháp, em có thể cải thiện cái khả năng nói ngôn ngữ của mình. Người ta sẽ có thể sửa cho em hoặc là em có thể kết bạn được nhiều bạn với người Pháp nữa. Ước mơ là được trở thành một thông dịch viên bằng tiếng Pháp, nên là em thường tham gia đều đặn lễ hội này. Trong ngày hội này thì chúng tôi thiết kế tất cả các trò chơi, các hoạt động giáo dục chủ yếu là để thúc đẩy cho các em sử dụng tiếng Pháp, và người dân thành phố chúng ta khi đến tham gia với chúng tôi cũng có thể thực hành tiếng Pháp tại chỗ. Chúng tôi có những cái lớp học tiếng Pháp tại chỗ, sử dụng những ngôn từ rất là đơn giản. Đó là một hình thức chúng tôi để thúc đẩy cái chương trình giảng dạy tiếng Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mong muốn của chúng tôi qua cái hoạt động này là đầu tiên là tạo một cái sân chơi, một cái nơi mà các em có thể thực hành được những cái gì các em học trên trường lớp. Và qua đây cũng là một cái chương trình hoạt động ngoại giao của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng thông qua hoạt động của sư đào tạo để thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ của
của Việt Nam là một thành viên trong cộng đồng quốc tế pháp ngữ. Ngày hội pháp ngữ là điểm nhấn trong các chuỗi hoạt động phong phú như chiếu phim, hòa nhạc, triển lãm ảnh, ẩm thực do các đơn vị luân phiên tổ chức đã bắt đầu diễn ra từ ngày 2 tháng 3 và sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 3 năm 2019 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Vinh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt và nhiều địa phương khác. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng và là dịp tăng cường giao lưu, phát triển sự đa dạng văn hóa giữa các nước thành viên, các đối tác pháp ngữ, từ đó góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trong cộng đồng pháp ngữ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung tài nguyên tiềm năng biển của huyện Cần Giờ vào nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển quốc gia. Đây là huyện ven biển duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh. Cần Giờ là huyện ven biển duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh có rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, đang xen với hệ thống sông rạch dày đặc chứa đựng các hệ sinh thái mang tính đa dạng sinh học cao với nhiều loài động thực vật đặc hữu của miền duyên hải Việt Nam, phù hợp trong việc phát triển về kinh tế biển như du lịch, thủy sản, hàng hải, đô thị sinh thái và an ninh quốc phòng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất bổ sung một chức năng quan trọng của biển là phục vụ sinh hoạt cộng đồng dân cư phù hợp với tình hình phát triển của từng địa phương, bổ sung các thông tin dữ liệu, điều kiện tự nhiên trên các vùng đất ven biển, nội thủy, vùng trời, vùng biển và hải đảo của Việt Nam. Liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến vừa yêu cầu các quận huyện sở ngành liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai, nếu có vướng về thủ tục cần báo cáo thành phố tháo gỡ ngay. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai một loạt dự án mở rộng hệ thống đường giao thông xung quanh và kết nối vô sân bay Tân Sơn Nhất. Những dự án này khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, không chỉ cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất mà còn cho các khu vực xung quanh sân bay. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất phải đồng bộ với mở rộng hệ thống đường giao thông xung quanh và kết nối vô sân bay. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị triển khai các dự án được triển khai khá đồng bộ trong thời gian qua. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị, Việt Nam hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hay còn gọi là startup. Tuy nhiên, số lượng thương vụ gọi vốn thành công chưa nhiều, ước tính chưa đến 1/3 số doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay ưu đãi. Điều này cho thấy việc tiếp cận thị trường vốn vay vẫn đang là khó khăn với các doanh nghiệp khởi nghiệp. Mạng xã hội hiến máu Regan Solution là nơi kết nối người có nhu cầu về máu với người có khả năng hiến máu. Là người sáng lập, Lương Trung Dũng đã từng mang dự án này ra mắt các nhà đầu tư tại Singapore và một số quỹ đầu tư lớn của Việt Nam. Rất tự tin với ý tưởng giàu tính nhân văn và đáp ứng rất tốt nhu cầu của thực tế, nhưng Dũng vẫn thất bại. Mình cũng đi gọi vốn ở một số đất nước như Sinh hoặc là một số quỹ lớn ở Việt Nam. Nhưng mà mình thấy một điều là cái con số ấy, nó là cái quyết định trong cái vấn đề là người ta rót vốn cho mình hay không, chứ không hoàn toàn là ý tưởng. Nếu mà mình không bỏ tiền ra mà làm sản phẩm trước ấy, thì cũng khó thuyết phục người khác cùng mình làm cái việc đấy. Nguồn vốn luôn là bài toán khó khăn nhất của nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Cho đến nay, các doanh nghiệp chủ yếu kêu gọi vốn từ các quỹ tài chính nhà nước, các kênh như quỹ đầu tư về chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư cá nhân hoặc các tổ chức phi chính phủ. Các thương vụ lớn chủ yếu đến từ các nhà đầu tư nước ngoài. Thị trường vốn nó chưa phát triển, đặc biệt cái nguồn vốn dành cho đầu tư mạo hiểm, đầu tư khởi nghiệp. Cả nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước của chúng ta nó chưa được phát triển. Tức là khi người ta đầu tư vào thì thủ tục quy trình vẫn còn khá là phức tạp. Các chuyên gia cho rằng hiện nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp chưa tập trung đến tính thực tiễn của mô hình kinh doanh, còn chú trọng quá nhiều đến ý tưởng. Khi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì kể cả khi được các quỹ đầu tư rót vốn thì doanh nghiệp khởi nghiệp cũng vẫn rất dễ bị thất bại. Bất kỳ một nhà đầu tư nào thông thường họ cũng quan tâm đến là mô hình kinh doanh của anh có mới không? Anh phục vụ đối tượng khách hàng nào, khả năng tăng trưởng là như thế nào và làm cách nào để anh thu được tiền. Nhìn những mô hình kinh doanh đang đâu đó phát triển ở các chỗ nước khác và mang về nước mình, nhưng cũng mới có một ít số các bạn có thể cải biến nó đi, thay đổi nó đi để nó có cái sự phù hợp với thị trường Việt Nam.
Năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38 về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo và kết nối các nhà đầu tư. Nghị định đã đưa ra nguyên tắc chung làm cơ sở pháp lý cho các nhà đầu tư tư nhân khi cùng nhau góp vốn thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thông qua hình thức quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Dù vẫn đang trong giai đoạn triển khai, nhưng nghị định này được kỳ vọng sẽ góp phần khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp thời gian tới. Sau hơn một tuần triển khai cao điểm tuyên truyền nhắc nhở, đến nay lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xử lý nghiêm đối với các người ngồi trên xe ô tô đang lưu thông không cài dây an toàn. Ghi nhận tại tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc trên xa lộ Đại Hàng trước Đại học Nông Lâm, trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất 5 ô tô xe khách, trong đó có đến 4 trường hợp các tài xế phụ xe hành khách không chấp hành quy định cài dây an toàn khi tham gia giao thông. Tổ tuần tra đã tiến hành xử lý nghiêm, lập biên bản đối với tài xế phụ xe vi phạm. Riêng đối với hành khách, các chiến sĩ cảnh sát giao thông bước đầu nhắc nhở, tuyên truyền về các quy định cài dây an toàn. Nhắc nhở là nhắc nhở, nhưng mà cái quyền là phải công an lên tiếng rồi khách ta mới đi theo, chứ khách đâu có đó. Vừa giờ ra không phải quên, vừa giờ tới ngã suối Tiên ấy, thì cũng bị mấy anh công an xuống anh ấy kiểm tra, vừa trèo lên xong cũng sơ ý, quên. Thưa quý vị, theo Nghị định 46 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong luật giao thông đường bộ, thì đối với việc không cài dây an toàn khi ngồi trên ô tô đang lưu thông, thì không chỉ tài xế mà ngay cả hành khách tại vị trí đang ngồi có cài dây an toàn nhưng lại không cài dây an toàn theo đúng quy định thì cũng sẽ bị xử lý. Cần lưu ý, nếu để hành khách, người ngồi trong xe đang lưu thông không cài dây an toàn, tài xế sẽ bị xử phạt hành vi chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn. Đầu tiên là phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo đài, đài truyền hình để tuyên truyền vận động nhắc nhở người tham gia giao thông phải luôn thắt dây an toàn. Thứ hai, huy động tối đa lực lượng phương tiện, trang bị đầy đủ phương tiện camera ghi hình để ghi nhận lại tất cả những trường hợp mà người tham gia giao thông không thắt dây an toàn, nhằm góp phần nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông cũng như là góp phần đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Theo quy định, mỗi người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi tham gia giao thông sẽ bị phạt từ 100 đến 200 ngàn đồng. Thưa quý vị, việc xử phạt chỉ là biện pháp để răn đe, chấn chỉnh các hành vi vi phạm. Điều chính yếu là mỗi người dân khi tham gia giao thông bằng ô tô cần chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và ý thức tự bảo vệ chính mình như thông điệp, luôn thắt dây an toàn vì tính mạng của chính bạn. Tại dự thảo Nghị định 61 của Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi bổ sung theo hướng nâng mức vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động. Cụ thể, đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, mức vay một dự án tối đa là 2 tỷ đồng và không quá 100 triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi hướng tăng thời hạn vay vốn tối đa từ 60 tháng lên 120 tháng. Về lãi suất vay vốn, dự thảo đề xuất sửa đổi theo hướng tăng lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố hiện đại năng động bậc nhất của cả nước. Không chỉ vậy, thành phố Hồ Chí Minh còn được biết đến là một thành phố nghĩa tình với nhiều câu chuyện đẹp, từ trà đá miễn phí cho đến bánh mì, cơm, rồi thuốc uống và thậm chí đó là vá xe miễn phí nữa. Tất cả những điều đó bắt nguồn từ sự chung tay góp sức của người dân với mong muốn được sẻ chia một phần nào những khó khăn đối với các hoàn cảnh kém may mắn. Và trong bản tin sáng nay, chúng tôi muốn nhắc đến một vị luật sư miễn phí hay còn gọi là luật sư cho người nghèo. Luật sư cho người nghèo, luật sư miễn phí, có lẽ là cái tên mà nhiều người đã dùng để gọi luật sư Bùi Trọng Hiển trong nhiều năm qua. Văn phòng nhỏ nằm trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, không biết từ bao giờ đã trở thành địa chỉ quen thuộc của bà con nghèo đang gặp khó khăn tìm đến. Nếu mà được nhiều luật sư như vậy, thì người dân như chúng tôi đỡ phải bị oan ức. Vừa có tâm, vừa có tầm, vừa có đức. Lúc mình đang gặp khó khăn nhưng mà được tìm được cái luật sư là có tâm để hỗ trợ cho mình là hoàn toàn miễn phí, không tốn một chi phí nào hết. Khi còn ở ghế giảng đường đại học thì mình có cái tâm niệm là giúp cho những người nghèo khổ tìm được cái lẽ công bằng, công lý. Mà vì lý do là họ quá nghèo, quá khó khăn, họ không có tiền thuê luật sư. Chính vì họ không có tiền thuê luật sư nên khi đối diện với pháp luật, mà trong vụ án dân sự, kể cả hình sự thì họ chịu rất nhiều thiệt thòi. Trong
Suốt hành trình giúp người nghèo, anh Bùi Trọng Hiển cũng không còn nhớ là mình đã hỗ trợ cho bao nhiêu trường hợp. Càng gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn thì anh càng mang trong lòng nỗi lo đau đáu, vì người dân thường không biết về luật nên rất dễ bị dụ dỗ, lợi dụng và chịu nhiều bất công. Những trường hợp bào chữa miễn phí có vụ án bào chữa thành công, tuy nhiên có vụ án thì nó không thành công vì vấn đề thuộc về chứng cứ. Một phần là do người thân chủ họ nhờ mình thì bản thân họ thiếu hiểu biết, nên thành ra những vấn đề về chứng cứ họ không có, rất là buồn, vì ở đây mình cố gắng hết sức nhưng không thể giúp được họ. Tôi nghĩ rằng làm việc thiện thì xuất phát từ cái tâm, khi cái tâm mình nó với mục đích mong muốn phục vụ cho tha nhân, cho cộng đồng, để đem lại có lẽ phải công bằng cái hạnh phúc cho họ. Vui với niềm vui của người nghèo khi lấy lại được công bằng, cảm động khi thấy những nụ cười chan chứa nước mắt của thân chủ sau những phiên tòa thành công, hay đơn giản chỉ là nhận được những cái bắt tay và lời cảm ơn chân thành. Đó chính là động lực để anh Hiển cùng các đồng nghiệp nỗ lực duy trì chương trình bào chữa miễn phí suốt nhiều năm qua. Đến với chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân sẽ được cắt tóc gội đầu miễn phí. Với phương châm làm tất cả những gì có lợi cho người nghèo, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy đã trở thành điểm tựa cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong suốt 10 năm qua. Chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương thực hiện định kỳ 2 tháng một lần. Bên cạnh hoạt động văn nghệ, cắt tóc, gội đầu, các tình nguyện viên sẽ đến các khoa chấn thương sọ não, phỏng và tạo hình, ngoại thần kinh để cắt tóc gội đầu cho những người bệnh nặng, không thể di chuyển được. Đến nay, chương trình đã cắt tóc và gội đầu miễn phí cho 1.858 lượt bệnh nhân, chụp ảnh chân dung cho 152 người bệnh. Trong 10 năm qua, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy đã vận động được 4.051 nhà hảo tâm giúp đỡ gần 20.000 lượt bệnh nhân, với tổng số tiền giúp đỡ bệnh nhân nghèo hơn 84 tỷ đồng, hỗ trợ 4.500 suất ăn miễn phí mỗi ngày và 339 lượt bệnh nhân được tiếp cận nguồn sữa đặc biệt, hỗ trợ phương tiện vận chuyển khi xuất viện. Sau 3 ngày hoạt động, Hội báo toàn quốc 2019 đã bế mạc. Hội báo năm nay có tầm vóc và quy mô lớn hơn các năm trước. Hội báo đã giới thiệu tới công chúng các sản phẩm báo chí tiêu biểu, thiết bị công nghệ báo chí hiện đại và các chương trình giáo dục đào tạo báo chí. Qua đó đã khẳng định vai trò to lớn, sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là sự kiện văn hóa báo chí lớn nhất cả nước, là cuộc hội tụ nghề nghiệp, văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo và công chúng cả nước. Với chủ đề Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân, Hội báo toàn quốc năm 2019 gồm 76 khu vực trưng bày, thu hút sự tham gia nhiệt tình của gần 200 đơn vị. Hàng ngàn lượt người đã đến tham quan, đọc báo, giao lưu với người làm báo tại hội báo. Từ đó tăng thêm sự gần gũi giữa báo chí với công chúng, giữa báo chí với bạn đọc, bạn xem truyền hình, bạn nghe đài. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy tín dụng tiêu dùng đang có tốc độ phát triển nhanh và mạnh trong những năm gần đây. Giới chuyên môn cho rằng phát triển tín dụng tiêu dùng là giải pháp tốt nhất để đẩy lùi tệ nạn tín dụng đen. Tuy nhiên, để tín dụng tiêu dùng phát triển và hoàn thành tốt sứ mệnh quan trọng này, không chỉ cần một hành lang pháp lý thông thoáng mà còn cần sự vào cuộc của các cơ quan quản lý, tổ chức doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí để người dân hiểu và tiếp cận với dịch vụ tài chính. Cũng từ đó, người dân được nâng cao kiến thức tài chính, có điều kiện tiếp cận với tín dụng hợp pháp, tránh việc đánh đồng tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính với tín dụng đen. Trong 2 ngày cuối tuần qua, có khoảng 1.500 trẻ từ 1 đến 10 tuổi được gia đình đưa về Hà Nội xét nghiệm sán heo. Trong số này, 124 trẻ được phát hiện nhiễm sán heo. Hiện nguồn lây bệnh sán heo chủ yếu là qua đường ăn uống, qua thức ăn, gồm hai loại: nhiễm sán trưởng thành như ăn phải heo gạo hoặc gan heo có chứa ấu trùng. Khi ăn vào thì ấu trùng sẽ phát triển và thành con sán trưởng thành, ký sinh trong ruột và gây bệnh. Trường hợp thứ hai là khi ăn phải trứng sán ở trong môi trường, trứng sán sẽ vào trong cơ thể và phát triển thành ấu trùng, di chuyển trong máu, đến các cơ quan và có thể gây bệnh ở não, ở cơ hoặc dưới da. Đối với người lớn và trẻ nhỏ, nếu nhiễm sán trưởng thành, có thể sẽ gây rối loạn tiêu hóa, ăn uống khó tiêu, đau bụng, đi ngoài ra nước sán. Một số trường hợp sán ký sinh dưới da có thể thấy các nốt sán ở bề mặt da, ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ. Nếu phát triển trong cơ hoặc não thì có thể gây ảnh hưởng đến thần kinh. Liều thuốc duy nhất với trường hợp mắc sán trưởng thành là thuốc tẩy sán. Trường hợp mắc ấu trùng sán heo, liệu trình điều trị sẽ dài ngày hơn.
Công báo thành phố xuất bản ngày 15 tháng 3 năm 2019 gồm 7 số công báo, từ số 10 đến số 16, trong đó có 8 văn bản của thành phố và 10 văn bản của quận huyện. Văn bản do thành phố ban hành gồm quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Các quyết định công bố, danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018, danh mục thủ tục hành chính trong hai lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm và lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Du lịch, danh mục thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải, chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Các văn bản do quận huyện ban hành gồm quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng y tế, phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân quận 11, công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 2014-2018 đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận 6, quận 10, quận Phú Nhuận và Hóc Môn. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực, bãi bỏ văn bản của Ủy ban Nhân dân quận 1, quận 11 và Tân Phú. Theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận, đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được nâng cấp sửa chữa từ tháng 6 năm 2019. Hiện công trình đã ghi vốn và đang triển khai thực hiện công tác đấu thầu, chọn đơn vị thi công. Dự án nhằm nâng cấp sửa chữa, cải tạo hư hỏng nền mặt đường tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh dài gần 3,2 km từ cầu Sài Gòn quận Bình Thạnh đến đường Tôn Đức Thắng quận 1. Ngoài ra còn cải tạo, xây dựng, bổ sung hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thảm cỏ, công trình hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến đường được mệnh danh là một trong những rốn ngập của thành phố Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư dự án gần 473 tỷ đồng. Công trình dự kiến được thi công trong khoảng 14 tháng, bắt đầu từ tháng 6 năm nay và hoàn thành vào tháng 9 năm 2020. Theo kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2019 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời phục vụ người dân và du khách, thành phố dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 điểm trong 2 ngày lễ này. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn quận 2, tòa nhà Landmark và khu vực công viên Vinhome thuộc khu đô thị Vinhome Center Park quận Bình Thạnh và 1 điểm bắn tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen quận 11. Kinh phí thực hiện bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa. Những năm trước, các dịp lễ 30 tháng 4 và 2 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn và công viên Đầm Sen. Năm nay có thêm địa điểm mới là khu vực tòa nhà Landmark cao nhất Việt Nam, nơi đã tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Kỷ Hợi vừa qua. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Kính chào tạm biệt.